quay trở lại với bài nhảy hướng dẫn trên TikTok số đầu tiên của năm mới rồi đây. Năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bài gieo quẻ và chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào động tác đầu tiên. Các bạn sẽ quay lưng lại và chân phải đứng ra đằng sau và đứng bằng mũi chân. Sau đó các bạn sẽ mở hai tay vào ra. 1, 2, 3, 4, 5. Thế bạn đưa tay vào và đẩy hông lên. 5, 6, 7 và hạ hông xuống 7, 8. Nào ai ép dừng được đâu rồi. Đó, thì các bạn đẩy hông lên và tay mở. Tiếp theo, 1. Các bạn đi chân phải sang và hai tay để này và tay trái nó sẽ ở trên. Mở và lật lên, tay trái ở trên và xoay. Và xoay, các bạn xoay đó, thì đưa tay phải lên này, xoay vào tay trái để đầu và tay phải để hông và được đầu. Đó, thì đẩy hông lên. Tiếp theo, 1, đưa chân bên phải ra thì tay mở. 2, đó, thu chân vào. 3 và 4, tay phải vòng qua đầu, tay trái thẳng và chân. 1, 2, 3, 4, sau đó vuốt mông 2 lần. 7, 8, tiếp theo, 1, tay cùng chân. 2, 3, chặt tay, sau đó mở, múa quạt. Và chúng ta cùng vào nhạc luôn nhé. Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau, tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mối xa được đâu. Gặp nhau cũng xuyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép xuyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi ý dài lâu. Ngày sau sẽ gặp nhau, tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mối xa được đâu. Gặp nhau cũng xuyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép xuyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi ý dài. Hunter Entertainment.